Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị khán giả, hai ngày vừa qua mưa lớn đã xảy ra ở khu vực phía Bắc và phía Tây của tỉnh Quý Châu và 13 quận và thành phố bao gồm BJ bị lũ lụt, ảnh hưởng đến 180.000 người. Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu cho biết, từ 8 giờ ngày hôm kia đến 8 giờ ngày hôm qua đã xảy ra mưa lớn ở khu vực phía Bắc, phía Tây và trung tâm của Quý Châu. Lượng mưa lớn tập trung chủ yếu ở thành phố Yunji và BJ. 6 quận và thành phố Shujiang, Rengua, Dafang, Junyi, Tongji và Xinsha đã trải qua những trận mưa lớn. 11 quận và thành phố bao gồm Xijin đã trải qua những trận mưa lớn với lượng mưa lớn nhất là 95,4mm ở thành phố Quý Dương. Có mưa rất lớn ở 8 thị trấn và mưa lớn ở 142 thị trấn trong tỉnh. Theo số liệu thống kê từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Quý Châu, một số quận và thành phố đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau do lượng mưa lớn. Trên địa bàn tỉnh, 182.000 người và 75 thị trấn 13 quận huyện thành phố thuộc 3 thành phố, quận và huyện bị ảnh hưởng, 158.000 mẫu cây trồng bị ảnh hưởng, một số cơ sở hạ tầng như giao thông, điện, thủy lợi, thông tin liên lạc bị hư hỏng. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu, đêm ngày qua, ở Quý Châu có mưa rào và dông, ngày nhiều mây, phía đông bắc và phía tây có mưa to cục bộ, riêng các thị trấn có mưa to đến rất to. Trong ngày nay, đến ngày mai trời nhiều mây, có mưa rào khắp tỉnh. Một số quận và thành phố ở BJ, Junji, Liupanshui, Kishinan và Anshun ở tỉnh Quý Châu đã phải hứng chịu lũ lụt do lượng mưa lớn từ đêm hôm qua đến sáng sớm ngày hôm nay. Tính đến nay, đã có 15 người chết. Theo thống kê của trụ sở Phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Quý Châu, tính đến 16 giờ ngày hôm nay, hơn 450.000 người tại 72 thị trấn và 16 quận, huyện, thành phố tại 5 thành phố bị ảnh hưởng và 15 người chết, trong đó rèn 7 người chết trong vụ sập nhà do lở đất ở thị trấn Mao Đài, thành phố Hoài, 3 người chết trong vụ sập nhà do lở đất ở khu vực khai thác Yulantian của huyện Pan, 4 người chết khi một pháo đài bị sập ở thị trấn Hou Jai, huyện Jiin và một vụ lở đất ở thị trấn Jingnan, thành phố Jingji, 2 người chết. 72 triệu người phải đi khẩn cấp, 110 ngôi nhà bị sập và 316.000 cây trồng bị hư hại. Ngày hôm qua, sau khi nhận được dự báo thời tiết từ Cục Khí tượng, Bộ Quốc phòng tỉnh Quý Châu và Cục Thủy lợi tỉnh Quý Châu đã kịp thời bố trí tăng cường trực chống lũ, đồng thời đôn đốc các địa phương tăng cường kiểm tra các hồ chứa và trạm thủy điện để đảm bảo an toàn phòng chống lũ lụt cho các công trình. Sau thiên tai, các vùng bị thiên tai đã kịp thời triển khai các phương án phòng chống lũ, nỗ lực tổ chức lực lượng khẩn trương di dời dân trong vùng bị bão lũ bao vây, tìm kiếm, cứu người mất tích, sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng như giao thông, thủy lợi và thông tin liên lạc. Hiện tại, việc xác minh thêm về thảm họa vẫn đang được tiến hành. Còn tại huyện Mang Ngô, tỉnh Quý Châu, tính đến ngày hôm qua, trận mưa lớn và thảm họa lũ lụt vào tuần trước đã khiến 37 người chết trong quận, 15 người mất tích và gần 50.000 người bị ảnh hưởng. Người dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Hiện nay, công tác sắp xếp cuộc sống và phục hồi tái thiết của người dân vùng thiên tai đang được thực hiện và có hiệu quả với sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thành phần xã hội. Theo báo cáo xác minh và thống kê thêm của quận Gwangmo, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, trận mưa lớn và thảm họa lũ lụt ở quận Gwangmo đã ảnh hưởng đến 139.400 người trong quận và 45.400 người đã được di dời khẩn cấp. Khu vực bị ảnh hưởng hoa màu 11.800 ha, trong đó có 139.400 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, 6.833 ha bị hư hỏng, 4.213 ha không thu hoạch được, 801 ngôi nhà bị ngập và 2.403 ngôi nhà bị sập. Phóng viên được biết từ Sở Dân Chính tỉnh Quý Châu rằng, vào ngày hôm qua, chính quyền các cấp đã bố trí tổng cộng 29,3 triệu nhân dân tệ quỹ khẩn cấp để cứu trợ thiên tai ở huyện Gwangmo, 2,7 triệu nhân dân tệ. Ủy ban giảm nhẹ thiên tai cho biết có 70 người ở 20 tỉnh chết và mất tích do mưa lũ. Văn phòng Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho hay, tính đến 15 giờ ngày hôm qua, các trận mưa xối xả, lũ lụt, gió và các thảm họa mưa đá kể từ đầu tháng đã ảnh hưởng 7,545 triệu người và 49 người đã phải hứng chịu thảm họa, 21 người chết, 307.000 người phải chuyển đi tái định cư khẩn cấp và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 6,39 tỷ nhân dân tệ.
Trong đó, 11 người ở Tứ Xuyên chết do thảm họa, 17 người mất tích và hơn 260.000 người phải di rời khẩn cấp, 18 người ở Thiểm Tây chết và 1 người mất tích, 26.000 người phải di rời và tái định cư khẩn cấp. Kể từ đầu tháng, đã có 2 đợt mưa lớn trên diện rộng ở một số khu vực, bao gồm thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông bão và gió mạnh, dẫn đến Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ, Tân Cương, 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố tự trị. 314 quận, thành phố, quận và một số trung đoàn của quân đoàn Tân Cương, địa điểm này đã phải hứng chịu những thảm họa như lũ lụt, lở đất và mưa đá. Cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn mấy ngày qua. Chiều nay, đoạn 17K+750 của tuyến đường cao tốc Hàng Châu-Tân Cương theo hướng Hàng Châu đã xảy ra sạt lở diện tích lớn. Phóng viên được biết từ Cục Quản lý đường cao tốc Hàng Châu hôm nay, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trong nhiều ngày, chiều nay, một khu vực đường lớn đã xảy ra sạt lở ở đoạn 17K+750 của đường cao tốc Hàng Châu-Tân Kinh của Hàng Châu và hai chiều đường từ Đan Chu đến Hồ Khiên Đao đã bị đóng. Hiện chưa có báo cáo thương vong. Vào khoảng 14 giờ 15 phút chiều nay, một vết nứt đã xảy ra trên mặt đường tại vị trí 13K+700m Hangxia S32 của tuyến nhánh Khan Diaohu của đường cao tốc Han Xijing. Sau đó, nền đường cứng vào mặt đường của làn đường số 2 khu vực có chiều dài khoảng 70m, rộng 11m và sâu 11m bị sập. Theo điều tra tại hiện trường, bờ kè tại điểm sạt lở cao khoảng 12m, nền đường đào đắp bằng xi măng, mặt đường láng nhựa, cấp phối ổn định, mái ta luy được hỗ trợ bởi tường chắn trọng lực, có máy biến áp và trạm xăng dầu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các bộ phận liên quan ở Hàng Châu đã nhanh chóng thành lập trụ sở cứu hộ, đồng thời sử dụng 4 máy bơm nước 750 kW để bơm nước thu được từ mái dốc phía trên xuống đường ống tròn để ngăn không cho lớp phụ bị ngập trong nước và sức mạnh của lớp phụ sẽ giảm và ngăn chặn bị sụp đổ một lần nữa. Đồng thời, những người dân gần đường cao tốc đã được sơ tán và lực lượng chức năng được huy động để bảo vệ máy biến áp dưới đường cao tốc. Vào thời điểm hiện tại, các chuyên gia từ hệ thống giao thông ở tỉnh Chiết Giang và nhân viên từ các đơn vị thiết kế và thi công ban đầu đã gấp rút đến hiện trường. Theo báo cáo, không có tai nạn giao thông và không có thương vong vào thời điểm xảy ra vụ sập. Hiện tại, tuyến nhánh Khan Diaohu của đường cao tốc Hàng Châu - Khiang đã bị đóng cả hai hướng. Thưa quý vị khán giả, Thông tấn xã Trung Quốc tại Quảng Châu ngày hôm nay cho biết, do ảnh hưởng của rãnh gió mùa thấp, từ ngày hôm nay đến ngày mai mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở đồng bằng sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông và các khu vực ven biển của miền Tây Quảng Đông. Lượng mưa lớn phân bổ chủ yếu ở Giang Môn, Dương Giang và các thành phố khác và một số khu vực đã phải hứng chịu thảm họa như ngập úng. Thảm họa cũng buộc hơn 15.000 người từ Giang Môn và Dương Giang phải di rời. Tính đến 17 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh chưa có báo cáo về thương vong, tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được thống kê thêm. Hoàng Hùa Hùa, tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông và Lưu Khun, phó tỉnh trưởng kiêm chỉ huy trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu họ cố gắng hết sức để điều động nhân viên và cứu hộ. Được biết, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 16 giờ ngày hôm nay, có 3 trạm có lượng mưa vượt quá 400mm, 14 trạm có lượng mưa trên 300mm, 44 trạm có lượng mưa trên 200mm và các trạm có lượng mưa vượt 100mm, 227 vị trí trên 50mm. Lượng mưa lớn đã gây ra thảm họa ở các vùng của Dương Giang và Giang Môn. Bộ Chỉ huy phòng vệ 3 thành phố Dương Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp độ 3 vào lúc 9 giờ ngày hôm nay. Cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng và các bộ phận khác đã hành động kịp thời và tổng cộng 5 thuyền xung kích đã được điều động để chuyển những người bị mắc kẹt. Tổng cộng có 13.569 người được chuyển đi trên toàn thành phố. Tại thị trấn Shenjing, thành phố Taishan, Giang Môn, 19 ngôi làng đã bị ngập lụt và hiện nay nước đã rút đi. Bờ kè của Ủy ban Làng Thương, thị trấn Duofen, thị trấn Shanghe, thành phố Taishan có một khe hở trên đỉnh kè. Độ sâu nước lũ tràn vào bờ bao khoảng 1,5m, khiến hơn 2.500 người dân ở 20 thôn và một trường tiểu học bị bao vây. Hiện cơ bản, người dân bị bao vây đã được sơ tán đến nơi an toàn. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng tỉnh, lượng mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông trong ngày hôm nay và ngày mai. Văn phòng phòng chống 3 tỉnh Quảng Đông đang rất chú ý đến điều kiện nước của tỉnh và tình hình của các dự án thủy lợi khác nhau và yêu cầu tất cả các địa phương tiếp tục làm tốt công tác phòng chống mưa bão và các thảm họa thứ cấp.
Theo dự báo thời tiết, sẽ có sự khác nhau giữa Đông Tây Bắc Trung Quốc, Bắc Trung Quốc, Nam Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và Bắc Giang Hoài, từ Tây sang Đông, từ Bắc sang Nam. Quá trình thời tiết lượng mưa dịch chuyển lớn, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã tổ chức hội nghị phòng chống lũ lụt và tổ chức cuộc họp với Cục Phòng vệ Sông Hải Hà thông qua hệ thống hội nghị truyền hình từ xa, tập trung vào việc đánh giá xu hướng phát triển trong tương lai của điều kiện lũ lụt và các hồ chứa và sông, nghiên cứu và triển khai các biện pháp phòng chống lũ chính trên lưu vực sông Hải Hà. Su Kim Peng, Phó Giám đốc Văn phòng Tổng cục Quốc phòng cho biết, lực lượng phòng vệ quốc gia đã ban hành thông báo khẩn cấp tới trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của 20 tỉnh, khu tự trị và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, cũng như lực lượng phòng vệ sông Tùng Hoa, Hải Hà, Hoàng Hà và sông Dương Tử. Công tác phòng chống mưa lớn đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và điều kiện mưa, tăng cường dự báo và cảnh báo, ứng trực khẩn cấp và tham vấn, kịp thời kích hoạt ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là bảo đảm an toàn các hồ chứa. Trước tình hình mưa lớn liên tục vừa qua ở Quảng Đông và Quảng Tây, Tổng cục Quốc phòng đã cử 2 tổ công tác xuống 2 tỉnh, khu vực khẩn trương hướng dẫn chính quyền các địa phương triển khai công tác chống lũ và cứu nạn khẩn cấp, đồng thời cử các đoàn công tác, đoàn kiểm tra đến các khu vực trọng điểm trên lưu vực sông Hai Hê trước để hỗ trợ công tác phòng chống mưa lũ. Theo quan trắc, dưới ảnh hưởng của lượng mưa lớn, sông Pan Giang, một nhánh của sông Hui ở Quảng Tây, sông Nan Liêu ở Quảng Tây và sông Tan Shui, một nhánh của sông Mô Giang ở Quảng Đông đã xảy ra lũ lụt vượt quá mức nước cảnh báo. Hiện tại, lũ sông Nan Liêu ở Quảng Tây và sông Tan Shui, một nhánh của sông Mô Giang ở Quảng Đông đã rút xuống dưới mực nước cảnh báo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.